Xin thưa với lại quý vị và các bạn, đây là đường KI1. Đây là Y nhá. Đấy, Y chứ không phải là L đâu. Đường KI1 giao với lại đường Mỹ Phước Tân Vạn. Đường Mỹ Phước Tân Vạn, đây là đường DM1 đây này. Đấy. Đường KI1 này nó thuộc khu Y. Khu Y, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Còn cái đường Ni đây, là đường Mỹ Phước Tân Vạn này, Mỹ Phước Tân Vạn. Đi hướng này đi ngược lên là đi Thủ Dầu Một đấy, đi thành phố Hồ Chí Minh. Còn đi theo cái hướng này, đi theo cái hướng này là tới cổng khu công nghiệp Bầu Bàng, huyện Bầu Bàng. Đây hai cái nhà liền kề, xây lâu rồi, thấy cũ lắm rồi, nhưng mà hai ngôi nhà này bỏ hoang.